Quỳnh Anh và Ngọc Triều xin thân ái kính chào quý khán thính giả Hồn Việt TV. Đây là bản tin buổi chiều của chúng tôi, chiều ngày thứ hai đầu tuần. Chào Quỳnh Anh. Dạ, Quỳnh Anh xin kính chào quý khán giả của Hồn Việt TV. Thân ái mến chào anh Ngọc Triều, thưa anh. Để trốn cái nóng thì Quỳnh Anh và gia đình làm gì? Chui vào phòng mở máy lạnh. Lên xe mở máy lạnh chạy ra biển. Dạ, mà ra ngoài biển hay là, cũng gió nóng. Hay là không, nếu đi mặc được cái đồ tắm xong rồi nhảy xuống hồ. Đúng. Dạ, cái hồ nước là mát nhất thưa anh. có thấy cái cảnh giải nhiệt của sinh viên Sài Gòn nó thọc hai cái cẳng vào hai xô nước không? Dạ, có thấy chưa? Trên YouTube đúng là sáng kiến. Kính thưa quý vị khán giả, cơn nóng của nhiệt độ đã đến với California. Chúng tôi đối phó với 100 mấy độ là kêu chói lói lên. Thua xa Death Valley mà. Dạ, trời, mấy dùng đó là kêu là Death à. Nhiều lắm. Kính thưa quý vị khán giả, tin tức của chúng tôi gửi đến quý vị trong phần đầu ngày hôm nay đó là phần tin Hoa Kỳ với Quỳnh Anh. Kính thưa quý khán giả, mở đầu tin Hoa Kỳ cho biết FBI tìm thấy hơn 11.000 hồ sơ chính phủ tại nhà ở Florida của ông Trump. Hồ sơ tòa án mới công bố cho thấy FBI thu giữ hơn 11.000 tài liệu chính phủ và hình ảnh trong cuộc khám xét ngày 8 tháng 8 tại nhà ở Florida của cựu Tổng thống Trump, cũng như 48 bộ hồ sơ trống rỗng, dán nhãn mật. Thẩm phán Eileen Cannon ở West Palm Beach công bố thông tin trên chỉ một ngày sau khi bà nghe lý luận miệng của các luật sư của ông Trump và cả hai công tố viên phản gián của Bộ Tư pháp về việc liệu bà có bổ nhiệm công tố viên đặc biệt để tiến hành kiểm tra tài liệu thu giữ theo yêu cầu của ông Trump hay không. Bà Cannon chưa quyết định có bổ nhiệm công tố viên đặc biệt hay không, nhưng bà đồng ý công bố hai tài liệu do Bộ Tư pháp nộp. Cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr đặt câu hỏi về tính hữu ích của việc bổ nhiệm như thế này. Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News, ông Barr nói rằng do FBI đã kiểm tra những tài liệu này, nên chuyện bổ nhiệm đó là lãng phí thời gian. Ông nhấn mạnh không có lý do hợp pháp nào để ông Trump cất giữ tài liệu tại nhà của ông ở Florida nếu đó là hồ sơ mật. Một tài liệu công bố hôm thứ Sáu cho biết thêm chi tiết về 33 thùng tài liệu và những món đồ khác mà FBI tìm thấy bên trong khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông Trump, một phần trong cuộc điều tra hình sự liệu ông có chiếm giữ thông tin quốc phòng trái phép hay không. Nó cho thấy những tài liệu dán nhãn mật trộn lẫn với những món đồ khác như sách, tạp chí và những trang báo cắt ra. FBI cũng tìm thấy nhiều món quà và quần áo. Trong số hơn 11.000 tài liệu chính phủ và hình ảnh, 18 tài liệu được dán nhãn tối mật, 54 dán nhãn mật và 41 dán nhãn kín. Mưa lớn và lũ quét tại nhiều khu vực ở phía tây bắc của Georgia. Dông và mưa lớn đã trút xuống nhiều khu vực ở tại phía tây bắc của Georgia vào hôm Chủ nhật, đã gây ra lũ quét tại một số khu vực. Hình ảnh trên truyền thông địa phương cho thấy là đường phố ngập nước và chủ nhà tìm cách ngăn nước lũ tràn vào nhà mình. Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết lượng mưa lên đến 25mm một giờ, khiến cho mực nước kênh rạch sông suối đã dâng cao một cách bất thường, làm ngập đường phố và nhiều khu vực của đô thị. Quận hạt Chattanooga có lượng mưa lên đến 254mm và cơ quan thời tiết quốc gia thì cho hay mưa lớn tạo ra tình huống nguy hiểm và đe dọa đến tính mạng. Mọi người cần tránh đi lại trừ phi phải đi di tản. Cơ quan tuyên bố tình trạng khẩn cấp lũ quét ở tại Somerville, Lyallee và công viên tiểu bang James H. Floyd ở tại quận hạt Chattanooga. Quận hạt Floyd ở phía nam cũng đã được cảnh báo lũ quét và thành phố Somerville đã khuyến cáo người dân là nấu nước trước khi dùng do lũ quét tại nhà máy lọc nước Raccoon Creek. Thành phố cho hay là cần để nước sôi ít nhất là 1 phút. Người dân nên tiếp tục nấu nước cho đến khi nhà máy nước thông báo là hệ thống đã hoạt động trở lại bình thường và chất lượng của nước trong hệ thống cấp nước thì an toàn. Sang qua tin tiếp theo, 9 di dân tử vong trong khi vượt qua sông Rio Grande sang Hoa Kỳ. Thưa quý vị, 9 di dân tử vong
và 37 người được cứu thoát khi họ tìm cách vượt qua sông Rio Grande sang Hoa Kỳ gần Eagle Pass tại Texas. Cơ quan tuần tra biên giới cho hay, dự báo trong tuần này tiếp tục có mưa lớn. Bất chấp tình hình bất lợi như thế này, đơn vị Del Rio của cơ quan tiếp tục bắt gặp những nhóm người lớn trên 200 người cố gắng vượt qua sông Rio Grande mỗi ngày. Để ngăn chặn nguy cơ tử vong, cơ quan yêu cầu mọi người không được vượt sông trái phép. Nhân viên tuần tra biên giới cùng các cơ quan cứu hỏa và cảnh sát địa phương hôm thứ Sáu tiếp tục tìm kiếm nạn nhân một ngày sau vụ tai nạn hôm thứ Năm. Tổng cộng có 53 di dân bị nhân viên tuần tra biên giới Hoa Kỳ bắt giữ hôm thứ Năm, trong đó 37 người được cứu thoát từ dòng sông. Chính quyền Mexico bắt giữ 39 người. Trong số 9 người chết, chính quyền Mexico tìm thấy 3 người và Hoa Kỳ tìm thấy 6 người. Mực nước sông Rio Grande dâng cao trong những ngày gần đây vì mưa lớn bất thường, làm đường phố Piedras Negras tại Mexico ngập lụt. Tối thứ Năm, những nhóm di dân khác cũng tìm cách vượt qua dòng sông ở đoạn giữa Piedras Negras và Eagle Pass. 7 người từ Venezuela được cứu thoát sau ít nhất 1 giờ tìm cách vượt qua dòng nước chảy xiết. Texas hiện là trung tâm của cuộc tranh luận trên toàn quốc về di trú trái phép. Vấn đề có lẽ sẽ thu hút sự chú ý trong cuộc bầu cử vào giữa kỳ tháng 11 tới. Giới chức liên bang và địa phương đang tìm kiếm khoảng 12 trẻ em di dân không đi cùng người lớn sau khi cảnh sát Houston loan báo không biết các em đang ở đâu. Áp suất nước đã trở lại bình thường ở tại thủ phủ Mississippi. Thành phố Jackson, Mississippi cho biết là phần lớn áp suất của nước đã trở lại bình thường vào hôm Chủ nhật, một tuần sau khi mà nhà máy giải quyết nước bị hư. Trong khi giới chức thì cho hay còn quá sớm chưa thể nói khi nào thì nguồn cung cấp nước uống có thể khôi phục. Thủ phủ của tiểu bang 150.000 dân và khoảng 30.000 dân ở các cộng đồng lân cận bị mất nguồn nước uống kể từ thứ Hai tuần trước, khi mà nước lũ đã làm cho nhà máy nước O.B. Curtis bị hư. Người dân được khuyến cáo là phải nấu nước trước khi uống, trong khi nhà chức trách tiểu bang và liên bang thì tuyên bố tình trạng khẩn cấp và phát nước uống đóng chai. Vào hôm Chủ nhật thì áp suất của nước lần đầu tiên vượt qua mục tiêu của thành phố và nhiều bồn chứa nước của khắp thành phố đã đầy nước. Và thành phố cho hay áp suất của nước có thể thay đổi trong khi công việc sửa chữa và điều chỉnh vẫn diễn ra. Trong khi đó thì trên chương trình State of the Union của CNN thì bà Dini Criswell là lãnh đạo của cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang FEMA, cho biết là còn quá sớm chưa thể xác định là khi nào nhà máy thì hoạt động trở lại bình thường và trọng tâm của FEMA vẫn là bảo đảm cho nguồn nước uống đóng chai. Trục trặc ở tại Jackson cho thấy vấn đề của hạ tầng cũ kỹ tại Hoa Kỳ và dự luật nổi bật của Tổng thống Joe Biden thông qua khi mới bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống đã giúp cho phân bổ hàng triệu đô la cho hạ tầng cấp nước ở tại Mississippi và Jackson. Cuộc khủng hoảng buộc nhiều cửa hàng và nhà hàng phải đóng cửa, trong khi hệ thống trường công và đại học của tiểu bang Jackson thì phải chuyển sang học tập trên online. Đợt bùng phát E. coli lan đến New York và Kentucky. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cho biết, đợt bùng phát E. coli ở Midwest đã lan đến tiểu bang New York. Trước đó, đợt bùng phát xảy ra ở Indiana, Michigan, Ohio và Pennsylvania. New York và Kentucky mỗi tiểu bang ghi nhận một trường hợp. CDC cho hay số người nhiễm E. coli có lẽ cao hơn tổng số 97 người được báo cáo ở 6 tiểu bang và con số thực tế có thể bao gồm những tiểu bang khác. Michigan chiếm đa số người nhiễm khuẩn với 58 ca. Hồi tháng 8, chủ nhà hàng Wendy's nói rằng họ hợp tác toàn diện với các cơ quan y tế trong cuộc điều tra và họ sẽ ngừng sử dụng salad tại một số nhà hàng trong khu vực. Wendy's cho hay salad chưa được xác nhận là nguyên nhân đợt bùng phát và nhà hàng đã sử dụng một loại salad khác. Mặc dù chưa xác định được nguồn gốc, CDC cho biết khoảng 8 trong 10 người phát bệnh trình báo họ ăn tại nhà hàng Wendy's trong vòng một tuần trước khi triệu chứng xuất hiện. Phần lớn những người không thể nhớ chi tiết món ăn của họ cho hay họ ăn sandwich hoặc burger có salad romaine.
các nhà điều tra vẫn đang cố gắng xác định nguồn gốc đợt bùng phát. Vi khuẩn E. coli thường sống trong ruột người và động vật. Mặc dù nhiều chủng vô hại, một số chủng có thể gây ra đau bụng, tiêu chảy và nôn ói. Không có phương pháp chữa trị cụ thể và đa số tự khỏi bệnh. Trường hợp nặng có thể cần đến bệnh viện. Theo CDC, 43 người phải nhập viện và 10 người có hội chứng huyết tán tăng ure máu có thể dẫn đến suy thận. Cảnh sát California đã giết chết gần 1.000 người trong vòng 6 năm. Dữ liệu của Bộ Tư pháp tiểu bang cho thấy là cảnh sát ở tại Cali giết chết gần 1.000 người trong 6 năm đã hé lộ ra bức tranh bạo lực từ cảnh sát đã diễn ra ở địa phương nào và xảy ra với ai. Những thống kê này chưa phản ánh những nỗ lực lập pháp gần đây để mà hạn chế bạo lực từ cảnh sát bằng cách siết chặt các quy định, bắt buộc tham gia huấn luyện để giảm căng thẳng với tình hình và mời các nhà điều tra bên ngoài khi mà thường dân không có vũ khí bị sát hại. Vào năm 2021, thì các cơ quan thi hành luật pháp của Cali ghi nhận là 628 trường hợp sử dụng vũ lực, trong đó 233 người bị bắn và 149 người bị tử vong. Những con số này đã giảm so với năm 2020, khi mà 172 người bị thiệt mạng vì cảnh sát. Ông Roger Clark thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng quận hạt Los Angeles cho biết là con số thống kê cho thấy là cảnh sát vẫn đang bắn rất nhiều vào thường dân. Vào năm 2021, trong năm thứ 6 liên tiếp, thì quận hạt Los Angeles đã ghi nhận con số lớn nhất các vụ sử dụng vũ lực, 172 vụ, và tỷ lệ cao nhất 27.4 vụ trên 100.000 dân. Và trong tiểu bang thì tính tỷ lệ sử dụng vũ lực theo dân số, theo sau Los Angeles là San Bernardino, San Diego, Riverside và Orange. Không có quận hạt Bay Area nào trong nhóm 5, mặc dù quận hạt Alameda thì nằm trong nhóm 6. 10 cơ quan có số vụ sử dụng vũ lực nhiều nhất vào năm ngoái đó là Văn phòng Cảnh sát trưởng quận hạt Los Angeles, 60 vụ. Sở Cảnh sát của Los Angeles cũng 60 vụ. Và Văn phòng Cảnh sát trưởng quận hạt San Bernardino, 39 vụ. Cơ quan tuần tra xa lộ California CHP 28 vụ, Văn phòng Cảnh sát trưởng quận hạt San Diego 27 vụ, Sở Cảnh sát của San Bernardino 20 vụ, Sở Cảnh sát của Bakersfield 18 vụ, Văn phòng Cảnh sát trưởng quận hạt Alameda thì 16 vụ và Sở Cảnh sát của Riverside và Sacramento mỗi cơ quan là bằng 15 vụ. Bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần tin Hoa Kỳ của Việt TV chiều nay, và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin quốc tế.